Nhằm giúp học sinh có điều kiện làm quen, tập dượt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến tổ chức khảo sát toàn thành phố với học sinh lớp 11 và 12. năm học 2023-2024 mở rộng đối tượng tham gia khảo sát thêm khối 11, lứa học sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025, kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố dự kiến có khoảng 200.000 học sinh lớp 11 và lớp 12 tham gia kỳ khảo sát. Dự kiến đợt khảo sát được tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2024, ở năm học 2022-2023, học sinh lớp 12 của Hà Nội làm bài khảo sát với hình thức và thời gian làm bài tương tự như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng ngày 17 tháng 1, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo đặt mục tiêu Net Zero Hoa Kỳ Việt Nam giảm phát thải carbon trong sản xuất công nghiệp tại thành phố Hải Phòng việc giảm thiểu carbon trong sản xuất tại khu kinh tế khu công nghiệp sẽ tạo ra nhiều công an việc làm hơn cho người lao động ở Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nằm trong Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đưa ra sáng kiến giải pháp với mục tiêu là đưa rác thải dòng bằng không. Tại hội thảo, các diễn giả đến từ Hoa Kỳ và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Việt Nam đã thảo luận một số nội dung như tổng quan về sáng kiến nhu cầu năng lượng sạch và tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường thúc đẩy cung cầu về năng lượng của khu vực tư nhân tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong khu công nghiệp, phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam gắn với sử dụng năng lượng sạch trong việc giảm phát thải carbon hướng đến ngành sản xuất công nghiệp bền vững. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Thăng Long Dương Ngọc Sơn đã báo cáo về tình hình kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Thăng Long trong năm 2023. Câu lạc bộ đã tổ chức hơn 200 buổi sinh hoạt thời sự chính trị và sinh hoạt chuyên đề với trên 20.000 lượt hội viên tham gia. Quá trình tổ chức sinh hoạt, Câu lạc bộ Thăng Long chú trọng nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, tập trung vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, Phòng chống tham nhũng, thông tin về các chủ trương nghị quyết mới của Đảng về tình hình văn hóa, y tế sức khỏe, thông qua đó đã giúp hội viên nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình trong nước cũng như trên thế giới. Các hội viên câu lạc bộ Thăng Long cũng đánh giá cao, chúc mừng những kết quả toàn diện mà thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm 2023, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng và phát triển thủ đô trong những năm tới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ các góp ý của đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long và khẳng định Hà Nội luôn nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các thế hệ cán bộ lãnh đạo trung ương và thành phố, trong đó có các bác, các đồng chí là hội viên Câu lạc bộ Thăng Long. Năm 2023 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể của cao bằng vào danh mục cấp quốc gia. Ba di sản văn hóa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm nghệ thuật trình diễn dân gian lượn cọi của người Tài huyện Bảo Lâm, tri thức dân gian nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao Đỏ huyện Nguyên Bình, nghệ thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người Tài huyện Hà Quảng. Trước đó Cao Bằng đã có 4 di sản văn hóa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm nghi lễ then tài, lễ hội nàng hai, lễ hội tranh đầu pháo, nghề gen truyền thống của người Nùng An. Năm 2024, tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục hoàn thiện 7 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.